Mẹ mới mua cho con nón bảo hiểm, con lại đi nhìn xem có thích không? Nón bảo hiểm màu xanh hình cá voi sao? Con cảm ơn mẹ. Con thích là tốt rồi, hãy giữ gìn nó nha con. Mẹ ơi, nhưng tại sao mình phải đội nón bảo hiểm vậy ạ? Con biết không, trên cơ thể của chúng ta thì phần đầu là một nơi quan trọng cần được bảo vệ. Vì thế, nón bảo hiểm sẽ giúp bảo vệ phần đầu nếu lỡ có xảy ra tai nạn trên đường đó.